rõ ràng là một người phụ nữ đẹp là có một cái vóc dáng đẹp, và một vóc dáng đẹp thì phải có 3 vòng tiêu chuẩn đó. Nhắc đến đây thì em muốn nói điện nước đầy đủ đúng không? Đúng rồi đó, chị rất là hiểu ý em. Em cũng muốn nói luôn là làm sao để mình có thể giữ được một cái vòng một thật là đẹp, đặc biệt là đối với các chị em sau khi sinh, đúng không? Đúng rồi, chắc chắn là cái điều đó là mình phải là rất là quan trọng, đúng không? Tại vì nó là cái nơi thể hiện sự quyến rũ, cái nét tươi trẻ của chị em mình. Rồi nhưng mà em lại nghe nói là phụ nữ sau khi sinh á thì đôi khi sẽ gặp cái trường hợp là mất ngực này, hay là vòng một của mình bị chảy xệ, teo nhỏ, thì lúc đó thì mình sẽ xử lý trường hợp như thế nào đây? Thực sự đó, cái đó là cái tình trạng chung. Tuy nhiên mà nếu mà mình biết cách thì mình cũng có thể tự tin hơn tí xíu. Ví dụ như là nếu mà mình biết trước là mình cũng phải nghiên cứu trước khi sanh, mình cũng có nghiên cứu một số cái biện pháp. Ví dụ như là sau sinh nếu mà mình chọn đúng cái cúp ngực, biết giữ đúng cách, mặc áo ngực thì mình cũng có thể giữ được cái form chuẩn. Hoặc là mình phải siêng hơn nữa là mình phải thường xuyên massage. Mỗi khi mình tắm đó chị, mình chỉ dùng một ít thời gian thôi, vài phút rồi mình có thể massage để giúp cho có một cái ngực săn chắc. Mà đôi khi mình cũng có thể mình kiểm tra sức khỏe nữa. Kết hợp với ăn uống, mình đừng có để cho cái cơ thể mình quá gầy, và mình phải bồi bổ thêm bằng một số cái loại dưỡng chất mà được chiết xuất từ thiên nhiên đó, để mình có thể an tâm hơn mình khi sử dụng, để cho dòng một mình có thể nở nang hơn. Thì em cũng nghe nói là gần đây cao cua trắng là một loại để có thể chăm sóc da và chăm sóc ngực rất là tốt. Và em cũng biết là đây cũng chính là bí quyết riêng của chị Anh Thư. Như vậy thì chị Anh Thư có thể chia sẻ với quý vị khán giả về bí quyết này được không ạ? Tôi thấy là cái sản phẩm kwao krua nó còn giúp cho da mình mịn màng, sáng, tươi khỏe hơn. Bên cạnh đó mà cái điều mà nãy giờ mọi người nói đó là giúp vòng một săn chắc hơn. Cái đó là điều mà tất cả phụ nữ mình đều mong muốn, đúng không? Quý vị thân mến, đúng là ngày nay thảo dược cao cua trắng đang được áp dụng rất nhiều. Tuy nhiên để sử dụng có hiệu quả hơn, Khánh Lê xin mời quý vị sẽ lưu ý những điều sau. Cao cua có 4 loại tất cả, trong đó phổ biến nhất là cao cua trắng và cao cua đỏ. Thái Lan là quê hương của cao cua trắng. Cao cua trắng được chứng minh có tác dụng trong việc làm đẹp ngực cho phụ nữ. Tuy nhiên để đạt hiệu quả tối đa, bạn nên kiên trì sử dụng và đừng quên kết hợp với chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý. Sau khi nghe chị chia sẻ bí quyết sử dụng cao cua trắng như vậy thì không biết là đối với mỗi người thì chúng ta sẽ có cái liều lượng sử dụng khác nhau, hay là cái hiệu quả đối với từng người nó có khác nhau không chị? Trước khi mình sử dụng một cái chất nào đó thì mình cũng phải nghiên cứu kỹ về cái loại đó. Ví dụ như mình ăn một trái cây thì mình phải biết nó bổ cho cái phần nào. Ví dụ trái cây thì tốt cho da, hay là mình nói chung là mình phải nghiên cứu kỹ về sản phẩm, về cái chất đó để mình cho vào cơ thể. Vì vậy mình phải sử dụng thử thì mình biết được, mình mới biết được là cơ thể mình nó phù hợp với cái loại nào. Mà tôi thấy á, bên cạnh mình bổ sung chất, mình cũng phải có một cái chế độ chăm sóc từ trong ra ngoài. Có nghĩa là mình cái chế độ ăn uống hợp lý, giấc ngủ đều đặn, không bị mất ngủ, luyện tập thể dục thể thao và bổ sung thêm dưỡng chất. Thì tôi chắc chắn là tất cả các bạn phụ nữ sẽ tự tin mình sẽ có một cái làn da cũng như một vóc dáng đẹp. Ngày hôm nay thì phải cảm ơn chị Anh Thư rất nhiều vì đã hướng dẫn cho Khánh Ly, Kiều Khanh cùng với quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày những bí quyết từ thiên nhiên để chúng ta có thể làm đẹp rất là hiệu quả. Thư cũng rất là vui khi được chia sẻ một chút xíu gọi là bí quyết của mình cho chị em phụ nữ. Thư cũng mong là tất cả mọi người, tất cả chị em phụ nữ phải thật là kiên trì để mình có một cái vóc dáng, một làn da thật là khỏe mạnh, thật là đẹp. Quý vị thân mến, và để có thể áp dụng những công thức trên một cách có hiệu quả thì ngay bây giờ Khánh Ly và Kiều Khanh sẽ thử tiến hành một vài công thức làm đẹp bằng thiên nhiên xem sao nhé. Và sau khi chúng ta cùng nhau thực hiện những công thức này thì chúng ta có thể thấy là rất dễ dàng, chúng ta có thể thực hiện gần như là mỗi ngày luôn. Và Ly nghĩ là chắc cũng không mất quá nhiều thời gian cũng như là không khó lắm đâu. Bây giờ mình tiến hành đi. Quý vị thân mến, thỉnh thoảng chăm sóc bản thân bằng những phương pháp làm đẹp như thế này cũng có thể thư giãn rất là tốt. Còn nếu như chúng ta quá bận rộn và không có thời gian thì quý vị cũng biết rồi đó, có thể tìm hiểu thêm những sản phẩm làm đẹp như là các loại mỹ phẩm hoặc là những thực phẩm làm đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên để có sự lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu của mình. Đến đây thì Khánh Ly cùng với Kiều Khanh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình kỳ sau.